Xin chào tất cả các bạn nha. Video làm giới thiệu của bạn tham gia một chương trình iGroup nhận 200 token có cái hiệu là CIRC của khoảng 20 đô các bạn. Để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả với cái link form mình, các bạn mở cái link form ra các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group nè các bạn. Trên Twitter thì kênh seller nữa các bạn, follow các bạn. Đây có Google Map đàng hoàng, dự án này khá là ngon đó các bạn. Rồi bạn mới đáp lên các bạn. Rồi các bạn tiếp tục thì các bạn cho anh chào kênh Chiller nữa nè các bạn. Rồi các bạn cho anh chào nhóm chat nữa nè. Hiện tại vì giá mới ra mới có 767 member tham gia các bạn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Các bạn làm nhanh nha các bạn. Xin chào góp này anh vào ngày. Rồi bạn bấm vào ba lượt bên cùng. Chào đến tất cả các bạn, nhấp vào bên cùng nè các bạn. Các bạn vào setting này các bạn. Các bạn copy username của mình là cộng anh 4 số 1 các bạn. Username của tất cả các bạn nha các bạn. Chưa các bạn. Các bạn vậy xíu các bạn. Các bạn điền lại username Telegram bạn chỗ này đi các bạn. Mình làm từng nhiệm vụ một nha các bạn. Cộng anh 4 số 1 nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter và retweet tăng 3 người bạn vào các bạn. Các bạn nhập vào tờ Twitter nữa. Trên tờ Twitter thì các bạn follow các bạn. Rồi các bạn xuống đây nè các bạn like và tờ tweet bị dưới cái game các bạn. Các bạn like nè. Các bạn kích dẫn như tờ tweet nè. Các bạn tăng 3 người bạn của mình vào các bạn. À, cộng Minh Phạm hai các bạn ấy vào cái username luôn. Các bạn tăng 3 người bạn à, cộng Goku nữa. Bà chó sao nhảy khơ khơ rồi à, cộng Lê Du nữa. Rồi các bạn tự quyết lên các bạn. Rồi các bạn tự quyết lên nè. Tìm được các bạn bình luận nâng cái luôn nha các bạn. Câu hỏi ta. Các bạn bình luận nâng cái luôn đi bạn. Các bạn bấm ghép ly nè. Rồi tiếp tục con mở lưng phơm lại nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username là họ là và tên của tất cả các bạn nha các bạn. Quỳnh Văn Anh. Tiếp tục thì tờ Twitter bờ lục file link thì các bạn mở tờ Twitter của mình ra các bạn. Bờ lục file link. Thì các bạn mở tờ Twitter mình ra các bạn nhấp vào ba bên cùng nè. Đây là một hồ sơ nữa, các bạn nhấp vào ba cạnh trên đầu nè. Mà bấm chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép vào một bản khai giới tạm nha các bạn. Rồi tất cả các bạn mới đắp ra lại mà. Còn bát từ đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn nhờ mở địa chỉ với BNB Smart Chain trên chocolate mình ra mà. Tất cả các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ trên ví Safibank cũng được nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Mình gọi lên cho bot nè. Trời ơi. Giffer lục xin em. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi cái mã ghép này thì mình có để dưới phần link mô tả cho các bạn nè các bạn. Là Quỳnh Văn Anh nha các bạn. Các bạn gõ Quỳnh Văn Anh chữ bình thường nè. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án nhận 200 token CRC. Đây cũng kết thúc các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo video của mình. Và hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.